Xin chào mừng các anh chị đã quay trở lại kênh Vị Xuất Nhập Khẩu, kênh chuyên chia sẻ kiến thức về lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thì vừa qua Vị cũng nhận được một cái yêu cầu từ một bạn xem kênh, đó là yêu cầu Vị là chia sẻ lại các kiến thức cần thiết cho vị trí sale xuất nhập khẩu. Thì tuần vừa qua Vị cũng có ngồi tổng hợp lại, và hôm nay thì rất vui là có mặt ở đây để có thể chia sẻ không chỉ cho bạn đó mà còn cho tất cả các anh chị đã xem kênh của Vị và quan tâm về lĩnh vực xuất nhập khẩu. Thì cái chủ đề hôm nay đó là các kiến thức cần thiết cho một vị trí sale xuất khẩu là gì? Mời anh chị cùng nhau tìm hiểu nhé. Ok, hôm nay Vĩ sẽ sử dụng một công cụ tên là Mind Map triển khai cái bài nói hôm nay. Thì cho các anh chị nào chưa biết về Mind Map, Mind Map là một cái công cụ mà giúp chúng ta có thể hệ thống được những cái kiến thức rất là chi tiết. Nó sẽ có được những cái mục con nằm trong những thứ mục cha, và mình có thể xem được cái sơ đồ của nó. Gọi là Mind Map, gọi là sơ đồ tư duy các anh chị. Thì nếu mà các anh chị có muốn sử dụng một cái công cụ Mind Map như vậy thì có thể vào cái trang là xmind.works. Thì cái này nó rất là dễ sử dụng ha. Đồng thời thì nó vừa có phiên bản trên máy tính mà cũng có vừa có phiên bản trên điện thoại nữa. Thì các anh chị sẽ rất tiện cho anh chị khi mà các anh chị muốn phân tích về một vấn đề nào đó hoặc là học về một vấn đề nào đó. Rồi, quay trở lại cái bài chia sẻ hôm nay thì Vĩ sẽ tập trung lại về các kiến thức sale xuất nhập khẩu cần phải biết. Thì Vĩ sẽ chia cái bài nói hôm nay thành tổng cộng có 1, 2, 4, 5, 6. 6 cái mục con nhỏ ha. Mỗi mục sẽ là một phần kiến thức. Rồi, đầu tiên đó chính là hợp đồng ngoại thương. Vì sao hợp đồng ngoại thương quan trọng đối với một xe xuất nhập khẩu? Thì các anh chị cũng biết, hợp đồng ngoại thương là hợp đồng mua bán giữa người bán hàng và người mua hàng. Nó ràng buộc những cái điều khoản cơ bản. Khi mà ông A là ông người bán đi, bán làm những việc gì, thì sau đó ông người B sẽ phải làm những việc gì. Và khi mà người xuất khẩu mà muốn giao dịch với lại người nhập khẩu đi, thì bắt buộc hai bên phải ký hợp đồng. Nó thể hiện qua cái hợp đồng ngoại thương này. Và những cái điều khoản hợp đồng cơ bản hợp đồng ngoại thương thì bắt buộc một xe xuất nhập khẩu cần phải nắm rất rất là kỹ, rất là chi tiết. Những cái nào có lợi cho phía mình, những cái nào bất lợi cho phía mình, để mình có thể làm gì, mình có thể thương thảo, mình có thể đàm phán với khách hàng, những cái điều khoản này. Rồi, ở cái video trước thì Vị có chia sẻ những cái điều khoản cơ bản này. Và Vị sẽ để lại cái đường link ở phía phần description nếu các anh chị nào chưa xem ha. Các anh chị có thể bấm vào xem những cái điều khoản cơ bản trong một cái hợp đồng ngoại thương mà sale xuất nhập khẩu cần phải nắm. Rồi, cái mục thứ hai đó là Incoterm. Incoterm là cái gì? Incoterm là cái điều khoản về giao hàng mà được quốc tế công nhận ha. Không chỉ Việt Nam mà các quốc gia khác họ cũng sử dụng cái Incoterm này luôn. Thì trong cái Incoterm này, vì sao nó quan trọng đối với sale xuất nhập khẩu? Không chỉ là sale về cái mặt hàng về sản phẩm vật lý, ví dụ như là hàng hóa về nông sản, về thủy sản, về may mặc chẳng hạn, mà đối với lại sale về dịch vụ, ngành dịch vụ xuất nhập khẩu, ví dụ như là logistics, về forwarder, về cước tàu chẳng hạn, thì cái phần Incoterm này sẽ là cái phần trọng tâm mà các anh chị cần phải nắm. Và khi nếu mà các anh chị mà đi phỏng vấn vị trí sale xuất nhập khẩu đi, thì cái này cũng là một trong những cái key questions mà cái người phỏng vấn sẽ hỏi các anh chị. Thì cái Incoterm này nó cũng khá là đơn giản. Nếu mà mình có một cái kiến thức đủ, mình đọc qua và mình có thể có cái phương pháp để nhớ, thì nó sẽ đơn giản, nó chỉ có 11 điều khoản thôi. Và mỗi điều khoản nó sẽ tương ứng với lại cái phần ràng buộc giữa cái phần trách nhiệm này. Trách nhiệm ha, responsibility ha. Risk là rủi ro này, và cost là về chi phí giữa người bán và người mua. Xem thử là cái ranh giới ba cái phần này nó nằm ở đâu. Thì nó sẽ có trong 11 điều khoản này, nó sẽ có 4 cái điều khoản là chỉ riêng dành cho vận tải đường biển thôi. Còn lại 11, 4 đúng không? Còn lại 7 điều khoản còn lại là nó sẽ dành cho đa phương tiện ha. Tức là vừa đường biển, vừa đường bộ, vừa đường hàng không luôn, nó xài chung. Rồi, thì đi phần chi tiết thì các anh chị có thể xem thêm các tài liệu chuyên ngành về Incoterm. Rồi, tiếp theo đó là về Payment Term. Payment Term vì sao nó quan trọng đối với một nhân viên sale xuất khẩu? Tại vì Payment Term là một điều khoản trong cái hợp đồng thương mại, hợp đồng ngoại thương mà mình cần phải deal với lại người mua hay là khách hàng của mình. Thì nó cũng có rất là nhiều cái điều khoản thanh toán quốc tế mà mình cần phải nhớ. Trong đó, ví dụ như là Deferred Payment, ha, thanh toán trả sau, CAD,
thanh toán nhờ thu DA hoặc DB, những cái term, cái thuật ngữ này các anh chị khi mà các anh chị học thì các anh chị sẽ nắm được là cái định nghĩa cũng như là cái cách mà cái quy trình mà mình sử dụng cái hoạt động của những cái term này như thế nào ha. Cái mà gọi là cái key trong cái payment term đó là cái LC. Cái đây là cũng là một cái phần khó, gọi là khó nhất trong cái phần payment term này. Thì trong video trước vị cũng có chia sẻ những cái điểm mà mình cần phải lưu ý khi mình check LC. Thì sau này vị sẽ có thêm nhiều cái bài nói về LC hơn nữa. Nhưng mà trong khuôn khổ bài hôm nay thì mình chỉ biết được cơ bản là sale cần phải nắm luôn về phần payment term và nắm rất rõ về LC. Rồi. Cái mục thứ tư đó là về chứng từ. Thì mình, một người làm sale xuất khẩu cần phải biết rõ những chứng từ trong một bộ chứng từ xuất nhập khẩu gồm những gì. Thì vị liệt kê một số cái chứng từ quan trọng nhất ở đây ha. Thì anh chị có thể tham khảo thêm. Đầu tiên đó là từ khai hải quan. Thì nó sẽ có là rất là nhiều loại từ khai, ví dụ như khai sản xuất xuất khẩu này, khai quan, từ khai tạm nhập tái xuất này, từ khai hải quan phi mậu dịch. Rồi, tiếp theo đó là về mã HS code. Thì mỗi cái sản phẩm đều được quy định bởi một mã HS code. Và cái mã HS code này nó sử dụng chung cho tất cả các nước trên thế giới luôn. Thì 6 số đầu nó sẽ là giống nhau tất cả các nước trên thế giới. Còn 2 số còn lại thì tùy mỗi nước khác nhau, họ sẽ có những quy định riêng. Thì tương ứng với mã HS code này nó sẽ đi kèm với mức thuế xuất nhập khẩu kèm theo. Thì liên quan đến phần thuế này thì vị sẽ nói luôn cái phần chữ CO này. CO này có nghĩa là Certificate of Origin, có nghĩa là giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Thì một số nước họ sẽ ký những cái hiệp định tự do thương mại để có những cái ưu đãi về thuế quan. Hoặc là Việt Nam mình tham gia tổ chức WTO thì những cái thành viên trong tổ chức WTO sẽ nhận được ưu đãi về tối hiệp quốc chẳng hạn, thì nó sẽ thấp hơn so với là những nước mà không nằm trong WTO chẳng hạn. Đó, thì các anh chị sẽ phải nắm thêm rất là rõ luôn cái phần CO này. Vì khi mà làm việc với lại đối tác nước ngoài thì họ sẽ hỏi các anh chị là các anh chị sẽ làm được CO gì, form gì. Thì Việt Nam với lại Nhật Bản thì form gì, như Việt Nam với lại châu Âu thì form gì. Thì các anh chị sẽ phải nắm rất là rõ cái kiến thức này. Để khi mà làm việc với khách thì mình, khi khách hỏi thì mình có thể trả lời liền. Cái chứng từ mà quan trọng bậc nhất trong cái phần bộ chứng từ của lô hàng xuất khẩu đó là Bill of Lading ha. Bill of Lading vì sao nó quan trọng? Vì nó là cái chứng từ sở hữu của lô hàng. Ai giữ cái Bill of Lading này? Đó chính là người sở hữu cái lô hàng trên cái con tàu đó. Vì vậy thì cái phần mà cầm cán chứ không cầm lưỡi, tức là các anh chị bắt buộc phải kiểm soát cái Bill of Lading này nếu mà các anh chị là shipper, là người bán hàng ha. Và nó cũng sẽ có rất là nhiều loại Bill of Lading trong cái xuất nhập khẩu mà các anh chị cần phải nắm. Thì vị sẽ không đi sâu chi tiết vào cái từng mục này mà để các anh chị sẽ tự tìm hiểu thêm. Rồi, cái Invoice Booking List cũng là một phần quan trọng của cái bộ chứng từ xuất nhập khẩu này. Rồi, bảo hiểm ha. Bảo hiểm thì đối với các điều khoản mà nó có chữ I hay là Insurance đó, thì các anh chị là người bán sẽ phải mua bảo hiểm. Thì các anh chị sẽ nắm thêm là có những cái điều khoản, cái điều kiện bảo hiểm nào, rồi A là B là C, rồi cái điều khoản bảo hiểm nào là nó cover tất cả các chi phí, rồi những cái trường hợp bất khả kháng nào là mình sẽ không nằm trong bảo hiểm chẳng hạn vậy. Và cái mục chứng từ cuối cùng đó là một số cái sản phẩm đặc biệt thì nó sẽ có yêu cầu những cái chứng từ đặc biệt khác, ví dụ như là health certificate dành cho các sản phẩm về thịt, về cá, tôm, seafood chẳng hạn. Phytosanitary là cái giấy kiểm định thực vật, thì nó sẽ cho các sản phẩm liên quan đến thực vật, ví dụ như trái cây, ví dụ như hàng nông sản của Việt Nam mình đó. Rồi, cái mục số 5 đó là về quy trình bán hàng. Vì sao mà sale xuất nhập khẩu cần phải nắm rất rõ cái quy trình bán hàng của mình? Tại vì cuối cùng các anh chị cũng biết là nhiệm vụ của sale đó là tìm khách hàng và phải bán hàng, đúng không? Thì nếu mà các anh chị không nắm rõ cái quy trình bán hàng thì không bao giờ các anh chị có thể chốt được hợp đồng với khách và bán hàng thành công được. Thì nó sẽ có những bước, ví dụ như là kênh bán hàng của các anh chị là gì, rồi các anh chị viết thư chào hàng cho khách như thế nào, rồi quotation là phần chào giá cho khách, rồi sau đó là đàm phán hợp đồng, negotiation ha, rồi chốt hợp đồng như thế nào, rồi sau khi chốt hợp đồng thì các anh chị còn phải giải quyết các khiếu nại hoặc là các vấn đề liên quan sau khi mà các anh chị giao hàng hoặc là các khách hàng nhận hàng về, thì họ có những cái phát sinh
liên quan thì khách hàng cũng sẽ complain các anh chị, và các anh chị sẽ phải có những cái kỹ năng để các anh chị giải quyết những cái vấn đề này. Sau đó thì làm sao mà khi khách hàng đã đặt một công rồi, hai công rồi, thì khách hàng sẽ tiếp tục làm việc với các anh chị trong tương lai và nhiều nhiều hơn nữa. Và cái mục cuối cùng ở đây mà Vĩ nghĩ nó xem là cũng là một trong những cái phần quan trọng nhất trong cái ngành sale xuất nhập khẩu, đó chính là tiếng Anh. Các anh chị rất khó để các anh chị có thể giao tiếp và đàm phán với lại đối tác nước ngoài mà các anh chị không biết tiếng Anh được, vì tất cả những hồ sơ đều sử dụng tiếng Anh. Đồng thời và những khi mà vấn đề phát sinh là thì đôi khi email không thể giải quyết được, các anh chị phải nhấc điện thoại lên và call cho khách hàng. Học nhiều ngôn ngữ là tốt, nhưng ít nhất các anh chị phải giỏi một ngôn ngữ, ít nhất một ngôn ngữ, và ngôn ngữ được đề xuất đây đó chính là tiếng Anh. Ở cái khuôn khổ của bài chia sẻ này, Vị sẽ không đi sâu vào cái phần học tiếng Anh như thế nào, Vị có thể là Vị sẽ để dành lại trong một cái bài chia sẻ sau. Nhưng mà tiếng Anh là một cái kiến thức mà sale xuất nhập khẩu bắt buộc phải giỏi để có thể thành công trong cái ngành này. Rồi, Vị sẽ tóm lại, tắt lại ha. Như vậy thì tổng cộng là có 6 cái kiến thức chính cần thiết cho một vị trí sale xuất nhập khẩu. Đó là hợp đồng ngoại thương, đó là Incoterm, đó là Payment Term, chứng từ. Thì bốn cái phần này các anh chị hoàn toàn có thể học ở những cái trường đại học cao đẳng, hoặc là những cái khóa học ngắn hạn, khóa học có thể là offline hoặc online. Về khóa học online thì Vị sẽ để một cái đường link chia sẻ ở dưới, nếu mà các anh chị mong muốn là học những cái khóa học online ngắn hạn mà vẫn có đầy đủ được những cái kiến thức về sale xuất nhập khẩu, thì các anh chị có thể đăng ký tham gia học, thì cái phần chi phí nó sẽ không quá nhiều, nhưng mà ngược lại các anh chị có thể ngồi ở nhà học lúc nào cũng được ha. Rồi, cái phần số 5, quy trình bán hàng này thì đa phần nó không thiên về academic, không về thiên về lý thuyết, mà các anh chị phải nó thiên về kinh nghiệm nhiều hơn. Thì các anh chị có thể học quy trình bán hàng này từ thực tế khi mà các anh chị vào làm rồi, hoặc là các anh chị có thể học qua YouTube, thì Vị sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái quy trình bán hàng này trong cái blog hoặc là cái kênh YouTube của Vĩ, để những cái bạn sale xuất khẩu có thể có những cái kiến thức và kỹ năng tốt hơn trong cái phần bán hàng của mình. Riêng về phần tiếng Anh này thì Vĩ sẽ để dành lại trong một cái video sau. Thì qua đây thì hy vọng các anh chị sẽ có được những cái kiến thức nền tảng, những cái mục mà các anh chị cần phải bổ sung để có thể thành công trong cái vị trí sale xuất khẩu này. Nếu các anh chị thấy cái video này là hữu ích thì hãy bấm subscribe và bấm like để lan tỏa được đến nhiều hơn cho các bạn khác trong ngành luôn. Và các anh chị đừng quên là để lại những cái comment, hoặc là những cái ý kiến, hoặc là những cái câu hỏi nào các anh chị có về liên quan đến ngành xuất nhập khẩu, thì các anh chị có thể để comment bên dưới và mình sẽ cố gắng để có thể trả lời hết tất cả những câu hỏi của các anh chị. Cảm ơn các anh chị, và hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau. Bye bye và chào tạm biệt.